Thiện nam tử do năm nhân duyên, một là vì ba la mật đa là nhân khiến phát sanh tăng trưởng hỷ lạc không gì vượt hơn, hai là vì ba la mật đa thật là nhân rốt ráo khiến nhiều ích tất cả mình người, ba là vì ba la mật đa là nhân của quả dị thuộc khả ái đời đương lai, bốn là vì ba la mật đa không phải chỗ nương của sự tạp nhiễm, năm là vì ba la mật đa không phải là pháp rốt ráo biến hoại. Bạch Thế Tôn, tất cả ba la mật đa như vậy, mỗi một chủng có bao nhiêu uy đức thù thắng hơn cả? Thiện nam tử, nên biết tất cả ba la mật đa, mỗi một chủng có bốn uy đức thù thắng hơn cả. Một là khi tránh tu hành ba la mật đa đây, năng xả tâm sẻn tiếc, lầm phạm giới, giận dữ giải đãi tán loạn, kiến thú sở trị. Hai là khi tránh tu hành đây, năng vì tư lương chân thật vô thượng chánh đẳng bồ đề. Ba là khi tránh tu hành đây, năng tự nhiếp thọ nhiều ích hữu tình ngay trong hiện pháp. Bốn là khi tránh tu hành đây, năng thu được các quả dị thuộc khả ái rộng lớn vô tận và đòi vị lai. Bạch Thế Tôn, tất cả ba la mật đa như vậy, có nhân gì, quả gì, có nghĩa lợi gì? Thiện nam tử, nên biết đại bi là nhân tất cả ba la mật đa. Các quả dị thuộc khả ái vì diệu nhiều ích tất cả hữu tình là quả. Viên mãn vô thượng bồ đề rộng lớn là nghĩa lợi lớn. Bạch Thế Tôn, nếu chư Bồ Tát đầy đủ tất cả tài bảo vô tận, thành tựu đại bi, duyên nào thế gian hiện có các chúng sanh bần cùng khả đắc? Thiện nam tử, là do tự nghiệp lỗi lập gây tạo của các chúng sanh ấy. Nếu người không bị nghiệp như vậy, thường thấy Bồ Tát ôm lòng làm nhiều ích cho tâm họ, lại thường thấy chư Bồ Tát đầy đủ tài bảo vô tận. Nếu các chúng sanh tự không có ác nghiệp, năng làm chướng ngại, nào có thế gian nghèo khổ khả đắc? Thế nhưng ngạ quỷ bị nóng khát bức bách nơi thân, thấy nước trong biển lớn thảy đều khô kiệt. Đây chẳng phải do lỗi của biển lớn kia, chỉ do tự nghiệp của các ngạ quỷ. Như vậy chỗ thí tài bảo của Bồ Tát giống như biển lớn, không có lỗi lầm, chỉ do lỗi tự nghiệp gây tạo của chúng sanh mà không thấy được sự thí kia. Cũng giống như lực ác nghiệp của chính các ngạ quỷ khiến chúng không có quả tốt lành. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát dùng những ba la mật đa nào năng nắm giữ tất cả pháp tánh vô tự tánh? Thiện nam tử, dùng bát nhã ba la mật đa năng nắm giữ các pháp tánh vô tự tánh. Bạch Thế Tôn, nếu dùng bát nhã ba la mật đa năng nắm giữ các pháp tánh vô tự tánh, cớ sao chẳng dụng đây để nắm giữ tánh có tự tánh? Thiện nam tử, ta chọn không thuyết dụng tánh vô tự tánh năng nắm giữ tánh vô tự tánh, nhưng tánh vô tự tánh lìa các văn tự tự chứng đắc bên trong, nhưng không thể xả ngôn thuyết văn tự mà có thể tuyên thuyết kia, cho nên ta thuyết dụng bát nhã ba la mật đa năng nắm giữ các pháp tánh vô tự tánh. Bạch Thế Tôn, như Phật đã thuyết về ba la mật đa, cận ba la mật đa và đại ba la mật đa. Sao gọi là ba la mật đa? Sao gọi là cận ba la mật đa? Sao gọi là đại ba la mật đa? Thiện nam tử, nếu chư Bồ Tát trải qua vô lượng thời tu hành thí, thành tựu hết thảy thiện pháp, các phiền não vẫn còn hiện hành mà chưa thể chế phục, lại bị chúng chế phục, đó là ở thắng giải hành địa. Lúc thắng giải phẩm hạ và phẩm trung chuyển, đây gọi là ba la mật đa. Lại ở trong vô lượng thời tu hành thí, lần hồi chuyển chuyển tăng thượng thành tựu thiện pháp, các phiền não vẫn còn hiện hành mà năng chế phục, không còn bị phiền não chế phục, đó là từ địa thứ nhất trở lên, đây gọi là cận ba la mật đa. Lại ở trong vô lượng thời tu hành thí, càng thêm chuyển chuyển tăng thượng thành tựu thiện pháp, tất cả phiền não đều chẳng hiện hành, đó là từ địa thứ 8 trở lên, đây gọi là đại ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, trong các địa đây phiền não tùy miên có bao nhiêu chủng? Thiện nam tử, lược có 3 chủng. Một là tùy miên hại bạn, đó là 5 địa đầu. Vì cớ sao? Thiện nam tử, các phiền não không đồng sanh khởi hiện hành, mà là trợ bạn của phiền não đồng sanh khởi hiện hành. Vì phiền não kia lúc ấy giờ vĩnh viễn không có trở lại, cho nên gọi là tùy miên hại bạn. Hai là tùy miên yếu kém, đó là ở trong địa thứ 6 và thứ 7. Tùy miên kia hiện hành vi tế, vì đã tu điều phục khiến chúng chẳng thể hiện hành. Ba là tùy miên vi tế, đó là ở địa thứ 8 trở lên. Từ đây trở đi các phiền não không hiện hành trở lại, chỉ còn có sở trì chướng. Bạch Thế Tôn, đoạn bao nhiêu chủng thô trọng hiển thị đoạn các tùy miên đây? Thiện nam tử, do hai chủng. Một là đoạn thô trọng từ ở phần ra, tức là hiển đoạn tùy miên thứ nhất thứ hai. Hai là đoạn thô trọng ở phần thịt, tức là hiển đoạn tùy miên thứ ba. Nếu đoạn thô trọng ở phần xương, ta thuyết vĩnh viễn lìa tất cả tùy miên ở Phật địa. Bạch Thế Tôn,
trải qua bao nhiêu kiếp số không thể tính đếm, năng đoạn thô trọng như vậy. Thiện nam tử trải qua ba đại kiếp số không thể tính đếm hoặc vô lượng kiếp, chỗ gọi là năm, tháng, nửa tháng, ngày đêm, một khắc, nửa khắc, hơi thở, nháy mắt, sát na kiếp, không thể tính lường. Bạch Thế Tôn, nếu chư Bồ Tát ở trong các địa sanh khởi phiền não, nên biết có tướng gì, gì là lỗi lầm, gì là công đức. Thiện nam tử, tướng không nhiễm ô. Vì cớ sao, chư Bồ Tát đây ở trong địa thứ nhất quyết định đã khéo thông đạt pháp giới của tất cả các pháp. Do nhân duyên đầy Bồ Tát thông hiểu mới khởi phiền não, chẳng phải là không hiểu biết mà khởi, cho nên gọi là tướng không nhiễm ô, ở trong tự thân không còn sanh khổ, nên không có lỗi lầm. Nếu Bồ Tát sanh khởi phiền não như vậy, chỉ vì năng đoạn nhân khổ của hữu tình giới, cho nên chư Bồ Tát có vô lượng công đức. Bạch Thế Tôn, thật lạ thay, chỉ có vô thượng Bồ Đề mới có công đức lợi lớn như thế, khiến việc sanh khởi phiền não của chư Bồ Tát còn vượt hơn thiện căn của tất cả hữu tình, thành phần độc giác, hà huống vô lượng công đức khác. Bạch Thế Tôn, như Phật đã thuyết, hoặc thầy văn thừa hoặc đại thừa chỉ là một thừa, đây có mật ý gì? Thiện nam tử, như ta ở trong thanh văn thừa kia tuyên thuyết chủng chủng tự tánh các pháp, chỗ gọi hoặc năm uẩn hoặc nội sáu xứ hoặc ngoại sáu xứ, hết thảy loại như vậy. Ở trong đại thừa tự nói pháp kia đồng một pháp giới, đồng một lý thú, nên ta chẳng thuyết thừa có tánh sai khác. Trong đây có người như lời như nghĩa đã nói mà khởi phân biệt hư vọng, một lại cho là tăng ích, một lại cho là tổn giảm. Lại ở nơi đạo lý các thừa sai khác đầy mà chống đối lẫn nhau, chuyển chuyển xoay vần, dấy khởi tranh luận, như vậy gọi là mật ý của đầy. Bấy giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa đầy mà tụng kệ rằng: các địa nhiếp tường sở đối trị, thủ thắng giải nguyện và các học, do niệm Phật thuyết là đại thừa, ở đây khéo tu thành đại giác. Tuyên thuyết chủng chủng tánh các pháp, lại thuyết đều đồng một lý thú, đây hoặc hạ thừa hoặc thượng thừa, ta thuyết thừa không tánh sai khác, như nghĩa đã nói vọng phân biệt, hoặc kẻ tăng ích hoặc tổn giảm, hai kẻ đề xoay vần chống đối, ý hiểu ngu si thành chánh tụng. Bạch Thế Tôn, trong pháp môn giải thâm mật đây, giáo đây gọi là gì, tôi phải phụng trì thế nào? Thiện nam tử, đây gọi là giáo liễu nghĩa các địa ba la mật đà, ở nơi giáo liễu nghĩa đây ông nên phụng trì. Khi thuyết giáo liễu nghĩa các địa ba la mật đà, ở trong đại hội có 75.000 Bồ Tát đều đắc đại thừa quang minh tam ma địa của Bồ Tát. Lại nữa, này thuyết nương giả ăn lập thừa phân biệt sở tác sự thành tựu của chư Như Lai, nên biết như trong kinh giải thâm mật mạn thù thất lợi Bồ Tát Ma Ha Tát thỉnh hỏi Phật rằng: Bạch Thế Tôn, như Phật đã thuyết về pháp thân Như Lai, pháp thân Như Lai có những tướng gì? Phật bảo mạn thù thất lợi Bồ Tát: Thiện nam tử, nếu ở các địa ba la mật đa khéo tu xuất ly, thành tựu viên mãn chuyển y, đây gọi là tướng pháp thân Như Lai, nên biết tướng đây do hai nhân duyên nên không thể nghĩ bàn, đó là vì không hí luận và vì không chỗ làm. Nhưng ở trong đây các chúng sanh kế chấp đắm trước là có hí luận, có chỗ làm. Bạch Thế Tôn, chỗ đắc chuyển y của thành phần độc giác có được gọi là pháp thân không? Thiện nam tử, không được gọi là pháp thân. Bạch Thế Tôn, nên gọi là thân gì? Thiện nam tử, đây gọi là thân giải thoát. Nếu nương thân giải thoát thì nói tất cả thành phần độc giác và chư Như Lai bình đẳng như nhau. Nhưng nếu nương pháp thân thì nói có sự sai biệt. Vì cớ sao? Bởi pháp thân Như Lai có vô lượng công đức sai biệt thù thắng hơn cả, dùng toa số thí dụ cũng không tính được. Bạch Thế Tôn, tôi làm sao biết được tướng Như Lai sanh khởi? Thiện nam tử, tất cả nghiệp tạo tác hóa thân của Như Lai, như tất cả chủng loại sanh khởi trong thế giới, những sự giữ gìn trang nghiêm gieo trồng các nhóm công đức của Như Lai là tướng, nên biết tướng hóa thân có sanh khởi, tướng pháp thân không sanh khởi. Bạch Thế Tôn, làm sao biết được phương tiện thiện xảo thị hiện hóa thân? Thiện nam tử, trong cõi nước Phật ở khắp tất cả tam thiên đại thiên, hoặc ở nơi vương gia hoặc ở nhà đại phước, đều được mọi người biết đến tôn trọng. Cùng lúc nhập thai sanh ra lớn lên thọ dục xuất gia, thì hiện hành khổ hạnh, xả khổ hạnh, thành chánh đẳng giác. Thứ lớp thị hiện như vậy gọi là phương tiện thiện xảo thị hiện hóa thân của Như Lai. Bạch Thế Tôn, tất cả thân Như Lai nhậm trì ngôn âm sai khác, do ngôn âm đây mà Như Lai giáo hóa hữu tình, khiến kẻ chưa thành thục được thành thục, kẻ đã thành thục thì duyên đầy làm cảnh nhanh chóng được giải thoát.
Nguồn âm đây có bao nhiêu chủng? Thiện nam tử, nguồn âm Như Lai lược có 3 chủng. Một là khế kinh, hai là điều phục, ba là bản mẫu. Bạch Thế Tôn, sao gọi là khế kinh, sao gọi là điều phục, sao gọi là bản mẫu? Thiện nam tử, nếu ở xứ đây ta nương nhiếp sự hiển thị các pháp thì gọi là khế kinh. Đó là nương bốn sự, hoặc nương chín sự, hoặc lại nương 29 sự. Sao gọi là bốn sự? Một là sự lắng nghe, hai là sự quay về hướng đến, ba là sự tu học, bốn là sự bồ đề. Sao gọi là chín sự? Một là sự thi thiết hữu tình, hai là sự thọ dụng của kia, ba là sự sanh khởi của kia, bốn là sự sanh rồi trụ của kia, năm là sự nhiễm tịnh của kia, sáu là sự sai khác của kia, bảy là sự năng tuyên thuyết, tám là sự sở tuyên thuyết, chín là sự các chúng hội. Sao gọi là 29 sự? Đó là sự nương phẩm tạp nhiễm, nhiếp các hành, hai sự thứ tự tùy chuyển của kia, ba sự tiếp trong đây tác tưởng bồ đạo giá la rồi là nhân lưu chuyển ở đường lai, bốn sự tác tưởng pháp rồi là nhân lưu chuyển ở đời đường lai, năm sự nương phẩm thanh tịnh, tâm bị hẹp buộc ở cảnh xảo duyên, sáu sự tức ở trong đây siêng năng tinh tấn, bảy sự tâm an trụ, tám sự hiện pháp lạc trú, chín sự duyên phương tiện vượt qua tất cả khổ, 10. Sự biết khắp kia, đây lại có ba chủng, biết khắp chỗ nương của điền đảo, biết khắp chỗ nương của hữu tình bên ngoài, nương tưởng hữu tình, hành tà hạnh, biết khắp chỗ nương của lìa tăng thượng mạn bên trong, 11. Sự nương xứ tu, 12. Sự tác chứng, 13. Sự tu tập, 14. Sự khiến kia kiên cố, 15. Sự hành tướng kia, 16. Sự sở duyên kia, 17. Sự khéo đéo quá sát đã đoạn chưa đoạn, 18. Sự tán loạn kia, 19. Sự không tán loạn kia, 20. Sự nương vào không tán loạn, 21. Sự không xả bỏ nỗ lực tu giả hạnh, 22. Sự lợi ích thổi thắng của việc tu tập, 23. Sự kiên định bền chắc, 24. Sự nhiếp hạnh của bậc thánh, 25. Sự nhiếp hạnh hạnh quyến thuộc của bậc thánh, 26. Sự thông đạt chân thật, 27. Sự chứng đắc niết bàn, 28. Sự ở trong phát hiện thuyết tỷ nại gia, chánh kiến thế gian thì vượt hơn sở đắc tất cả chánh kiến tột đỉnh của ngoại đạo. 29. Sự tức ở trong đây có tu tập không thối thất, ở trong phát hiện thuyết tỷ nại gia thì không tu tập nên gọi là thối, chẳng phải vì lỗi lầm của kiến mà gọi là thối. Bạn thủ thất lợi, nếu ở nơi xứ đây ta nương thành văn và chư Bồ Tát mà hiển thị biệt giải thoát cùng các pháp tương ứng biệt giải thoát, đây gọi là điều phục. Bạch Thế Tôn, biệt giải thoát Bồ Tát nhiếp thuộc bao nhiêu tướng? Thiện nam tử, nên biết bảy tướng. Một là vì sự tuyên thuyết thọ quỹ tắc, hai là vì sự tuyên thuyết thuận theo pháp xứ vượt hơn người, ba là vì sự tuyên thuyết thuận theo hủy phạm, bốn là vì tuyên thuyết có phạm tự tánh, năm là vì tuyên thuyết không phạm tự tánh, sáu là vì tuyên thuyết ra khỏi chỗ phạm, bảy là vì tuyên thuyết hoàn xả luật nghi. Mạn thú thất lợi, nếu ở xứ đây ta dùng 11 chủng tướng để quyết rõ hiển thị phân biệt các pháp, đây gọi là bản mẫu. Những gì gọi là 11 chủng tướng? Một là tướng thế tục, hai là tướng thắng nghĩa, ba là tướng sở duyên pháp bồ đề phần, bốn là tướng hành, năm là tướng tự tánh, sáu là tướng quả kia, bảy là tướng lãnh thọ khai thị kia, tám là tướng pháp chướng ngại kia, chín là tướng pháp thuận theo kia, 10 là tướng quá hoạn của kia, 11 là tướng lợi ích thù thắng của kia. Tướng thế tục có 3 chủng, một là vì tuyên thuyết bồ đạo già la, hai là vì tuyên thuyết tự tánh biến kế sở chấp, ba là vì tuyên thuyết tạo tác nghiệp dụng của các pháp. Tướng thắng nghĩa vì tuyên thuyết 7 chủng chân như. Tướng sở duyên pháp bồ đề phần vì tuyên thuyết ở khắp tất cả chủng sự sở trì. Tướng hành vì tuyên thuyết 8 quán hành. Sao gọi là tám quán hành? Một là vì thật đế, hai là vì an trụ, ba là vì lỗi lầm, bốn là vì công đức, năm là vì lý thú, sáu là vì lưu chuyển, bảy là vì đạo lý, tám là vì trung riêng. Thật đế là các pháp trần như an trụ hoặc an lập bồ đạc giả la, hoặc an lập tự tánh biên kế sở chấp của các pháp, hoặc an lập một hướng phân biệt phản hỏi, an đạt ký biệt, hoặc an lập ký biệt ẩn mật, hiển rõ sai biệt. Lỗi lầm ở đây ta tuyên thuyết các pháp tạp nhiễm có vô lượng môn quá hoạn sai biệt. Công đức ở đây ta tuyên thuyết các pháp thành tịnh có vô lượng môn thắng lợi sai biệt. Lý thú có 6 chủng, một là lý thú chân nghĩa, hai là lý thú chứng đắc, ba là lý thú dạy dẫn, bốn là lý thú xa lìa hai biên, năm là lý thú không thể nghĩ bàn, sáu là lý thú ý thú. Lưu chuyển, chỗ gọi ba đời ba tướng hữu vi và 4 chủng duyên. Đạo lý có 4 chủng,
Một là quán đãi đạo lý, hai là tác dụng đạo lý, ba là chứng thành đạo lý, bốn là pháp nhĩ đạo lý. Quán đãi đạo lý, hoặc nhân hoặc duyên, năng sanh các hành và theo đó phát khởi nói năng luận bàn, như vậy gọi là quán đãi đạo lý. Tác dụng đạo lý, hoặc nhân hoặc duyên, năng đắc các pháp, hoặc năng thành tựu trọn vẹn, hoặc lại sanh rồi tạo tác các nghiệp dụng, như vậy gọi là tác dụng đạo lý. Chứng thành đạo lý, hoặc nhân hoặc duyên, năng khiến chỗ kiến lập nghĩa, chỗ thuyết nghĩa, chỗ nêu nghĩa được thành lập, khiến hiểu biết thông đạt trần chánh, như vậy gọi là chứng thành đạo lý. Lại đạo lý đây lược có hai chủng, một là thanh tịnh, hai là không thanh tịnh. Do năm chủng tướng gọi là thanh tịnh và bảy chủng tướng gọi là không thanh tịnh. Sao gọi là do năm chủng tướng gọi là thanh tịnh? Một là tướng hiện thấy được, hai là tướng nương vào chỗ hiện thấy được, ba là tướng dẫn bằng thí dụ tự lại, bốn là tướng viên thành thật, năm là tướng ngôn giáo thiện thanh tịnh. Tướng hiện thấy được tất cả hành đều là tánh vô thường, tất cả hành đều là tánh khổ, tất cả pháp đều tánh vô ngã. Đây là chỗ thấy được, thuộc hiện tượng thế gian. Hết thể loại như vậy gọi là tướng hiện thấy được, hiện tượng. Tướng nương vào chỗ hiện thấy được, như tất cả hành đều có tánh sát na, đây nương vào tánh vô thường mới hiện khả đắc. Như có tánh đời khác, đây nương vào các hữu tình có chủng chủng nghiệp, chủng chủng sai biệt mới hiện khả đắc. Như nghiệp tịnh bất tịnh, tánh không hoại mất, đây nương vào các hữu tình hoặc vui hoặc khổ, nghiệp tịnh bất tịnh mới hiện khả đắc. Do nhân duyên đầy đối với những điều không hiện thấy được cũng có thể so sánh. Hết thảy loại như vậy gọi là tướng nương vào chỗ hiện thấy được tỷ lượng. Tướng dẫn bằng thí dụ tự loại như các tụ hành trong và ngoài, vì hiển các tụ hành bên trong nên lấy sanh tử làm thí dụ, dẫn người trong thế gian cùng được rõ biết nên lấy chủng chủng tướng khổ sanh làm thí dụ, dẫn người trong thế gian cùng rõ biết nên lấy tướng không tự tại làm thí dụ, dẫn người trong thế gian cùng được rõ biết, vì hiển các tụ hành bên ngoài nên lấy chỗ hướng thạnh suy vọng làm thí dụ, dẫn người trong thế gian cùng được rõ biết. Hết thể loại như vậy gọi là tướng dẫn bằng thí dụ tự loại. Tướng viên thành thật, tức là tướng hiện thấy được, hoặc tướng nương vào chỗ hiện thấy được, hoặc tướng dẫn bằng thí dụ tự loại ở nơi điều thành lập quyết định năng thành tựu, đây gọi là tướng viên thành thật. Tướng ngôn giáo thiện thành tịnh là tất cả sở tuyên thuyết của bậc trí, như thuyết niết bàn rốt ráo tịch tĩnh. Hết thể loại như vậy gọi là tướng ngôn giáo thiện thành tịnh. Thiện nam tử, cho nên do năm chủng tướng đây gọi là khéo quan sát đạo lý thành tịnh, bởi thành tịnh nên phải tu tập. Bạch Thế Tôn, tướng của bậc nhất thiết trí có bao nhiêu chủng? Thiện nam tử, lược có năm chủng. Một là nếu có bậc nhất thiết trí xuất hiện thế gian, âm thanh truyền khắp mọi chốn. Hai là thành tựu 32 chủng tướng đại trượng phu. Ba là đầy đủ 10 lực, năng đoạn trừ tất cả nghi hoặc của tất cả chúng sanh. Bốn là đầy đủ bốn vô sở úy, tuyên thuyết chánh pháp không bị tất cả luận khác hàng phục, mà năng hàng phục tất cả tà luận. Năm là ở trong tất cả pháp thiện thuyết tỉnh đại gia, tám thánh đạo tri, bốn quả sa môn đều hiện khả đắc. Như vậy tóm lược có năm chủng, đó là vì sanh, vì tướng, vì đoạn đối nghi, vì không bị người chết phục mà năng chết phục người, và vì thánh đạo sa môn hiện khả đắc nên được gọi là tướng của bậc nhất thiết trí. Thiện nam tử, như vậy chứng thành đạo lý do hiện lượng, do tỷ lượng, do thánh giáo lượng, do năm chủng tướng được gọi là thành tịnh. Sao gọi là do bảy chủng tướng không thanh tịnh? Một là tướng khác với đồng loại đầy khả đắc, hai là tướng khác với dị loại đầy khả đắc, ba là tướng tất cả đồng loại khả đắc, bốn là tướng tất cả dị loại khả đắc, năm là tướng dùng khác loại thí dụ, sáu là tướng không viên thành thật, bảy là tướng không phải ngôn giáo thiện thành tịnh, hoặc tất cả pháp có tướng tánh ý thức sở thức, đây gọi là tướng tất cả đồng loại khả đắc, hoặc tất cả pháp có tướng tánh nghiệp pháp nhân quả mỗi mỗi khác biệt, tùy mỗi mỗi tướng khác nhau mà quyết định chuyển thành mỗi mỗi tướng khác nhau, đây gọi là tướng tất cả dị loại khả đắc. Thiện nam tử, hoặc ở nơi tướng khác với đồng loại đầy khả đắc, và trong thí dụ có tướng tất cả dị loại do nhân duyên đây ở nơi điều thành lập không được quyết định, đây gọi là tướng không viên thành thật. Hoặc ở nơi tướng khác với dị loại đầy khả đắc, và trong thí dụ có tướng tất cả đồng loại do nhân duyên đây ở nơi điều thành lập không được quyết định, nên cũng gọi là tướng không viên thành thật. Vì chẳng phải viên thành thật nên chẳng phải khéo quan sát đạo lý thành tịnh, vì không thành tịnh nên không tu tập, hoặc tướng dẫn bằng thí dụ dị loại, hoặc tướng chẳng phải ngôn giáo thiện thành tịnh
nên biết thể tánh đều không thành tịnh. Pháp nhĩ đạo lý, tức là Như Lai xuất hiện ở đời hoặc không xuất hiện ở đời. Pháp tánh, pháp trụ, pháp giới, an trụ, đây gọi là pháp nhĩ đạo lý. Trùng riêng, tức là trước dùng một cú pháp để thuyết trùng, sau dùng các cú sai khác để phân biệt hiển rõ dấu giáo. Tướng tự tánh, như ta đã thuyết có hành, có duyên, sở hữu, năng thủ pháp bồ đề phần, đó là niệm trụ, như vậy gọi là tướng tự tánh kia. Tướng quả kia, tức là đoạn trừ các phiền não của thế gian hoặc xuất thế gian, và chỗ dẫn phát các quả công đức thế gian, xuất thế gian, như vậy gọi là được tướng quả kia. Tướng lãnh thọ khải thị, tức ở nơi kia dụng trí giải thoát mà lãnh thọ, cùng rộng vì người tuyên thuyết khải thị, đây gọi là tướng lãnh thọ khải thị kia. Tướng pháp chướng ngại kia, tức ở nơi tu tập pháp bồ đề phần có các pháp nhiễm ô năng chướng ngại, đây gọi là pháp tướng chướng ngại kia. Tướng pháp thuận theo kia, tức ở nơi tu tập pháp bồ đề phần có nhiều sự thực hành pháp, đây gọi là tướng pháp thuận theo kia. Tướng quá hoạn kia, tức là sở hữu lỗi lầm của các pháp chướng ngại kia, đây gọi là tướng quá hoạn kia. Tướng lợi ích thủ thắng kia, tức là sở hữu công đức của các pháp thuận theo kia, đây gọi là tướng thắng lợi kia. Mạn thủ thất lợi, Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Duy nguyện Thế Tôn, vì chư Bồ Tát lược thuyết khế kinh, điều phục và bản mẫu, nghĩa Đà La Ni bất cộng ngoại đạo. Do nghĩa bất cộng Đà La Ni khiến chư Bồ Tát được nhập sở thuyết các pháp mật ý thậm thâm của chư Như Lai. Phật bảo Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, ông nên lắng nghe. Này, ta vì ông lược thuyết nghĩa bất cộng Đà La Ni, khiến chư Bồ Tát đối với sở thuyết ngôn từ mật ý của ta năng khéo ngộ nhập. Thiện nam tử, hoặc pháp tạp nhiễm hoặc pháp thánh tịnh, ta thuyết tất cả đều không có tác dụng, đều không có bộ đặc giả là, vì lấy tất cả chủng đều lìa làm tạo, không phải pháp tạp nhiễm trước nhiễm sau tịnh, không phải pháp thánh tịnh trước nhiễm sau tịnh, phàm phu dị sanh nơi thân thô trọng chấp trước các pháp, bộ đặc giả là tự tánh sai biệt, vì lấy vọng kiến tùy miên làm duyên, nên kế chấp ngã ngã sở. Do đây vọng cho là ta thấy, ta nghe, ta ngửi, ta nếm, ta xúc, ta biết, ta ăn, ta làm, ta nhiễm, ta tịnh. Hết thảy loại như vậy, do đó truyền theo tà gia hạnh. Nếu có người như thật biết như vậy, liền năng vĩnh viễn đoạn trừ thần thô trọng, hồng trụ tất cả phiền não, lìa các hí luận chỉ nương vô vi, không còn gia hạnh, tối cực thành tịnh. Thiện nam tử, đây gọi là lực thuyết nghĩa bất cộng Đà La Ni. Bấy giờ Thế Tôn muốn chủ tuyên lại nghĩa đây mà thuyết kệ rằng: Tất cả pháp tạp nhiễm thanh tịnh đều không tác dụng người làm tạo, nên ta tuyên thuyết lìa sở vi, nhiễm ô thanh tịnh không trước sau, nơi thần thô trọng kiến tùy miên làm duyên kế chấp ngã ngã sở. Do đầy vọng cho ta thấy thầy, ta ăn ta làm ta nhiễm tịnh. Nếu người như thật biết như vậy, tất năng đoạn hẳn thân thô trọng, được không nhiễm tịnh không hí luận, ý chỉ vô vi không gia hạnh. Bấy giờ Mạn Thù Thất Lợi bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, là do biết tướng tâm sanh khởi của chư Như Lai, Phật bảo Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, phàm chư Như Lai không có tâm ý thức sanh khởi hiển hiện, nhưng chư Như Lai có tâm pháp sanh khởi không do gia hạnh, nên biết việc đây giống như biến hóa. Bạch Thế Tôn, nếu pháp thân chư Như Lai xa liền tất cả gia hạnh, đã không có gia hạnh làm sao có tâm pháp sanh khởi? Thiện nam tử, do lực tu tập phương tiện gia hạnh bát nhã trước kia nên có tâm sanh khởi. Thiện nam tử, thí như đang vô tâm nhập vào ngủ nghỉ, chẳng do sở tác gia hạnh mới có thể thức dậy. Đây chỉ do thế lực vân tập gia hạnh từ trước mà thức dậy, lại như đang ở trong diệt tận định, chẳng do sở tác gia hạnh mới năng từ định khởi. Chỉ do thế lực sở tác gia hạnh từ trước nên từ định khởi. Như thí dụ tâm liền sanh khởi từ ngủ nghỉ và diệt tận định, thì chư Như Lai cũng vậy, do lực tu tập phương tiện và gia hạnh bát nhã trước kia nên biết lại có tâm pháp sanh khởi. Bạch Thế Tôn, hóa thân Như Lai nên nói là có tâm hay nói là không tâm? Thiện nam tử, không phải có tâm cũng không phải không tâm. Vì cớ sao? Vì không là nương tự tâm, vì có là nương tha tâm vậy. Bạch Thế Tôn, sở hành Như Lai và cảnh giới Như Lai, hai chủng đây có gì sai khác? Thiện nam tử, sở hành Như Lai là tất cả chủng bao gồm vô lượng công đức chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai trang nghiêm thanh tịnh cõi nước Phật. Cảnh giới Như Lai là tất cả chủng bao gồm năm giới sai biệt. Những gì là năm? Một là hữu tình giới, hai là thế giới, ba là pháp giới, bốn là điều phục giới, năm là phương tiện điều phục giới. Như vậy gọi là sự sai khác của hai chủng. Bạch Thế Tôn, Như Lai thành chánh đẳng giác chuyển
Chánh pháp luân nhập đại niết bàn, ba chủng như vậy nên biết có tướng thế nào? Thiện nam tử nên biết tướng của ba chủng đây đều không hai, đó là không phải thành chánh đẳng giác, không phải không thành chánh đẳng giác, không phải chuyển chánh pháp luân, không phải không chuyển chánh pháp luân, không phải nhập đại niết bàn, không phải không nhập đại niết bàn. Vì cớ sao? Vì pháp thân Như Lai rốt ráo tịnh vậy, vì hóa thân Như Lai thường thị hiện vậy. Bạch Thế Tôn, các loại hữu tình chỉ ở nơi hóa thân mà thấy nghe phụng sự cũng khiến sành các công đức. Như Lai với kia có nhân duyên gì? Thiện nam tử, Như Lai chính là nhân duyên, sở duyên khiến công đức kia tăng thượng, lại vì hóa thân kia là do lực Như Lai khiến giữ gìn mà trụ được. Bạch Thế Tôn, hết thảy không ra hạnh. Vậy nhân duyên gì pháp thân Như Lai vì các hữu tình phóng đại trí quang và phóng xuất vô lượng ảnh tượng hóa thân? Thần giải thoát của thanh văn độc giác không có việc như vậy. Thiện nam tử, thế như không cần tác giả hạnh, theo sự luân chuyển của hai vòng mặt trời mặt trăng mà bảo phả chi ca lửa, nước phóng ánh sáng lớn. Nếu chẳng phải bảo phả chi ca lửa, nước, thì không có việc như vậy. Để do oai đức của hữu tình giữ gìn và do nghiệp lực của hữu tình tăng thượng mà có việc ấy. Lại như khéo ra công lực, mài rũa, khắc chạm, trang trí khiến bảo châu mani hiện lên các hoa văn ảnh tượng. Ngoài sự khắc chạm không có việc như vậy. Do đó, duyên nơi vô lượng pháp giới phương tiện bát nhã, thật khéo léo tu tập bền chắc, mài rũa tập thành diệu pháp thân Như Lai. Từ đây năng phóng trí đại quang minh, cùng phóng xuất trùng trùng ảnh tượng hóa thân, chẳng phải từ thân giải thoát của thanh văn độc giác mà có việc như vậy. Bạch Thế Tôn, như Thế Tôn đã thuyết, do uy đức trụ trì của chư Như Lai, Bồ Tát khiến các chúng sanh ở trong dục giới sanh vào nhà giàu sang sung túc, nhà sát đế lợi, nhà bà la môn có được thần mạng tài bảo đều đầy đủ sung mãn, hoặc ở trong trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tất cả thần mạng tài bảo đều viên mãn. Bạch Thế Tôn, trong đây có mật ý gì? Thiện nam tử, uy đức trụ trì của chư Như Lai, Bồ Tát hoặc đạo hoặc hạnh ở tất cả xứ năng khiến chúng sanh thu được thân mạng tài bảo đều đầy đủ sung mãn, đó là tùy chỗ thích hợp vì họ tuyên thuyết đạo như vậy, hạnh như vậy. Nếu có người năng ở nơi đạo đây, hạnh đây, chánh tu hành thì ở tất cả xứ đều thu được thân mạng tài bảo đầy đủ sung túc. Nếu có chúng sanh ở nơi đạo đây, hạnh đây mà đều bỏ khinh hủy, lại ở nơi chỗ ta khởi tâm tổn não cùng tâm sân khỏe thì mạng chung trở về sau, ở tất cả xứ chỗ được thân mạng tài bảo đều thấp kém. Thiện nam tử, do nhân duyên đây nên biết uy đức trụ trì của chư Như Lai Bồ Tát không phải chỉ năng khiến thân mạng tài bảo được đầy đủ sung mãn mà cũng khiến chúng sanh có thân mạng tài bảo thấp kém. Bạch Thế Tôn, trong các cõi nước như uế, việc gì dễ được, việc gì khó được? Trong các cõi nước thanh tịnh, việc gì dễ được, việc gì khó được? Thiện nam tử, trong các cõi nước như uế có 8 việc dễ được và 2 việc khó được. Những gì gọi là 8 việc dễ được? Một là ngoại đạo, hai là có chúng sanh khổ, ba là chủng tộc gia thế hưng suy sai biệt, bốn là hành các ác hạnh, năm là hủy phạm giới, sáu là đường ác, bảy là thừa bậc hạ, tám là ý lạc gia hạnh của Bồ Tát yếu kém. Gì là hai việc khó được? Một là sự tu tập gia hạnh, ý lạc tăng thượng của Bồ Tát, hai là Như Lai xuất hiện nơi đời. Thiện nam tử, trong các cõi nước thành tịnh thì trái với tướng trên nên biết có 8 việc rất khó được và 2 việc dễ được. Bạch Thế Tôn, ở trong pháp môn giải thâm mật đây, giáo đây gọi là gì? Tôi phụng trì thế nào? Thiện nam tử, đây gọi là giáo liễu nghĩa sở tác sự thành tựu của Như Lai. Ở nơi giáo liễu nghĩa sở tác sự thành tựu của Như Lai đây, ông phải phụng trì. Khi thuyết giáo liễu nghĩa sở tác sự thành tựu của Như Lai, ở trong đại hội có 75.000 Bồ Tát, Ma Hà Tát, đều được chứng giác pháp thần viên mãn,